Ba đời không hết nghèo đói vì bàn thờ, đặt năm thứ này, dễ đắc tội với thần linh. Phong thủy Gia Cát rất vui được gặp lại quý vị khán giả cùng với những thông tin phong thủy ý nghĩa. Quý vị thân mến, theo phong tục tập quán của người phương Đông nói chung và của người Việt Nam nói riêng, thờ cúng là một nét đẹp văn hóa tiêu biểu. Tuy nhiên, bên cạnh những ý nghĩa tâm linh cao đẹp thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến khía cạnh phong thủy học mà tập tục này chứa đựng. Đối với tập tục thờ quan thần linh, phong thủy học quan niệm rằng những đồ dâng lên bàn thờ phải đều là đồ thật, đẹp đẽ, trang nghiêm thì mới có thể xin người trên ban cho may mắn và phước lộc. Vậy thì đâu là những đồ vật cấm kỵ được bày biện trên bàn thờ quan thần linh? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Bàn thờ đặt thứ này đắc tội với thần linh. Không đặt những thứ này trên bàn thờ quan thần linh để tránh phạm lỗi phong thủy đắc tội với thần linh. Thứ nhất, đồ giả. Theo người xưa quan niệm, bày đồ giả, hoa giả, quả giả, tiền giả lên bàn thờ sẽ là tội mang bất kính với ông bà tổ tiên. Dù đây được cho là những món đồ trang trí được khá nhiều người yêu thích bày trên bàn thờ vì tính thẩm mỹ và kinh tế. Chẳng những thế, nó còn thể hiện thái độ không thành tâm, sự hời hợt bởi đồ giả luôn được làm bằng nhựa, tuy đẹp mắt và bày được lâu nhưng lại giảm bớt công sức dọn dẹp. Điều này là tối kỵ đối với bàn thờ cùng với ông bà tổ tiên. Những đồ dâng lên bàn thờ phải đều là thật, đẹp đẽ và trang nghiêm thì mới có thể xin người trên ban cho may mắn và phúc lộc. Do đó, thay vì mua toàn đồ giả đặt lên bàn thờ, hãy mua hoa quả tươi theo ngày và thường xuyên dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, thơm tho. Có như vậy mới thể hiện lòng thành kính thì phúc lộc tài vận mới được dài lâu. Thứ hai, giấy tiền vàng mã. Với quan niệm trần sao âm vậy, người Việt luôn sắm sửa thật nhiều lễ lạt từ tivi, mũ giấy cho đến nhà lầu xe hơi. Mặc dù đốt nhiều như vậy, thế nhưng tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng cho hay, đốt vàng mã và thờ cúng tổ tiên phải biết cách, bằng không sẽ chỉ làm hại đến những người quá cố. Nhiều nhà có thói quen giữ lại giấy tiền vàng, mà sau mỗi lần cúng ông bà tổ tiên để trên bàn thờ, nhưng đó là thói quen sai lầm. Khi cúng xong, bạn cần phải đem giấy tiền vàng mã đi hóa ngay thì các bậc bề trên mới có thể nhận được. Trong quá trình đốt, hãy đọc một bài văn khấn để ông bà tổ tiên mình có thể nhận được chúng. Tuyệt đối không nên để chúng quá lâu trên bàn thờ cả mất thiêng. Khi đốt, sẽ không được hanh thông, không tới được người nhận. Chính vì vậy, điều này khiến cho con đường tài lộc của gia đình bạn bị cản trở, thậm chí là có cả kẻ tiểu nhân hãm hại. Cúng hóa vàng cũng được thực hiện ở sân hoặc là một góc vườn sạch sẽ và theo đó, khi gần hết một tuần hương, người ta bắt đầu hóa tiền vàng. Mỗi lễ vàng tiền đều được hóa riêng, từ các bậc cao xuống theo thứ tự ra thần trước, ra tiền sau. Thứ ba, chân hương vòng. Một điều cấm kỵ khác mà rất nhiều nhà mắc phải là tự tiện cắm chân hương vòng vào bát hương trên bàn thờ. Điều này được cho là không nên, chỉ vì ở các nơi thờ tự như là đình, phủ, đền chùa mới cho cắm que sắt và mắt hương để thắp hương vòng. Theo các nhà tâm lý cho rằng, các loại đồ vật kim loại như là lưu đồng, chân nến, que sắt khi cắm vào bát hương hay đặt trên bàn thờ thì không hề tốt cho sức khỏe của gia chủ. Nếu bạn muốn đốt hương vòng, hãy đốt bên ngoài bát hương, đặt lên trên đĩa là được. Thêm nữa, đối với những ngày Tết Nguyên Đán, bạn có thể sử dụng loại hương này đốt trong 3 ngày Tết thay cho hương cẩm bình thường. Những ngày thường thì không nên quá lạm dụng, tránh tài vận lận đận hoặc là phúc lộc bị cắt đứt. Thứ tư, không nên dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Bát hương bắt buộc phải có một phần cho nếp để giữ chân hương cho đứng vững. Nếu bạn dùng cát cắm vào bát hương thì một thời gian cát đông cứng và cũng rất khó để cắm hương. Do đó, lời khuyên của các chuyên gia phong thủy là nên dùng cho nếp tự đốt hoặc là cho rơm của các cửa hàng bán bốc bát hương tốt hơn là cát. Phần cho này tốt nhất là cho được đốt từ rơm của cây lúa nếp cái hoa vàng đã được dần sàng kỹ để sạch mịn và không lẫn thứ khác. Tuyệt đối bạn không được dùng cát để thay thế phần cho này. Nếu có hành động này sẽ khiến cho ông bà tổ tiên khiển trách mà gặp nhiều điều khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp, vợ chồng chẳng được thuận hòa và sức khỏe suy yếu. Thứ năm, một số loài hoa. Một bình hoặc lọ hoa tươi không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên. Tuy nhiên, không phải muốn đặt hoa gì lên đó cũng được, đặc biệt là các loại hoa sau. 1. Cúc vạn thọ. Nếu cúc vàng được mọi người tin tưởng bày lên trên bàn thờ với thông điệp tưởng nhớ người đã khuất, mang niềm tin hy vọng về ngày mai tươi sáng, thì cúc vạn thọ lại ngược lại.
người ta không bao giờ đặt hóa cúc vạn thọ lên bàn thờ. Bởi đầu tiên là mùi của loài cúc này khá nồng và khó ngửi, khi đó bàn thờ lại là nơi trang trọng cần chọn những loài hoa có mùi thơm nhẹ dịu và thanh khiết. Không chỉ thế, cúc vạn thọ còn là biểu tượng của sự tuyệt vọng, đau buồn vì mất mát. Hơn nữa, nó còn đại diện cho sự tàn ác và lạnh nhạt cũng như ghen tuông. Ngoài ra, các cụ còn cho rằng cúc vạn thọ là biểu tượng của người đang rơi vào mối tình tay ba hoặc là mối quan hệ ngoài luồng. Tất cả những điều này đều thực sự không tốt. Nếu đặt lên bàn thờ, có nghĩa là bạn đang khinh nhờn thần linh, đồng thời còn khiến cho gia chủ làm ăn thất bát, khuynh gia bại sản, làm gì cũng nát, gia đình bất hòa. 2. Hoa phong lan. Hoa phong lan đẹp, nhẹ nhàng, thanh nhã như chính cái tên của nó. Nếu bạn mua về để chơi thì được, nhưng tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian, chữ phong trong từ phong lan biểu thị ý nghĩa phong tình, phóng đãng, lăng nhăng, nên không thích hợp bày lên nơi thờ cúng ông bà tổ tiên và các vị thần linh. 3. Hoa nhài. Tuy là biểu tượng trong sạch, tinh khiết, nhưng trong dân gian, nhài là loài hoa không đứng đắn nên không được đem vào cả lễ Phật Thánh và gia tiên. 4. Hoa ly. Hoa ly là loài hoa đẹp, không chỉ ngày Tết mà ngày bình thường cũng được nhiều người yêu thích mua về cắm. Tuy nhiên, đây là loài hoa tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ, bởi vì cho dù là hoa ly xinh đẹp rực rỡ mỹ miều là thế, nhưng nó lại liên quan tới sự ly tán và chia ly. Đặt một bình hoa ly lên bàn thờ có khác nào đang cầu sự ly tán khiến cho mối quan hệ vợ chồng trở nên lục đục, vợ chồng bất hòa, anh em trong nhà cãi cọ hay xảy ra xích mích tới nỗi phải mỗi người một ngả. 5. Không cúng hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ. Các nhà tâm linh cho rằng không nên dùng hoa nhựa, hoa giả để dâng cúng trên bàn thờ. Tuy không mất đi tính trang nghiêm, nhưng theo quan niệm đó là sự giả dối. Hoa cúng cũng biểu hiện tấm lòng, do đó không nên dùng lễ giả để biểu thị tấm lòng chân thật. Hiện nay ngoài việc cúng tổ tiên, nhiều gia đình còn lập bàn thờ để cúng tế các vị thần linh như Quan Thế Âm Bồ Tát, Thần Thổ Địa, Táo Công. Với niềm tin, các vị thần linh phù trợ độ trì cho gia đình, mong ước được ấm êm, hạnh phúc, tài lộc dồi dào và đạt được bước thăng tiến trong sự nghiệp. Việc cúng tế các vị thần linh không thể thiếu việc sắp đặt bài vị. Có những vị trí là may mắn, thế nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có những điều cấm kỵ nhất định không được phạm phải. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị những điều nên và không nên khi đặt bài vị thần linh. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Khi đặt bài vị thần linh nên làm những điều sau đây. Thứ nhất, gia tiên là chủ nhân thần linh, là khách quý, có thể chấp nhận có chủ nhân nhưng không được có khách mà không có chủ. Thông thường, người ta đặt nơi thờ cúng tổ tiên trước rồi mới đến thần Phật. Ban thờ có thờ chung thần Phật và bài vị tổ tiên thì thần Phật đặt ở bên trái, tổ tiên đặt ở bên phải. Nếu đặt ngược lại sẽ gây âm thịnh dương suy, không tốt cho phong thủy. Trong nhà dễ gặp thị phi, kiện tụng và bệnh tật không dứt. Thứ hai, Phật, Bồ Tát cũng như các vị thần linh đều có địa vị và cấp bậc nhất định. Cần phải dựa vào cấp bậc để thờ cúng chứ không được tùy tiện. Mọi người thường nói mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Nếu như mời phải âm thần thì sẽ càng khó giải quyết. Bởi vậy, cần phải hiểu rõ mục đích cúng thần linh. Nếu như không rõ thì tốt nhất cần phải mời người có chuyên môn đến tư vấn việc âm thi, sắp đặt bài vị. Thứ ba, bài vị của thần linh nên đặt ở hướng may mắn trong nhà hoặc là hướng may mắn của gia chủ, như vậy sẽ được phù hộ may mắn. Thứ tư, bài vị của thần linh nên đặt ở phía trước hoặc là hai bên cửa nhà, chứ không nên đặt ở đằng sau. Khi đặt bài vị thần linh tránh làm những điều sau đây. 1. Bài vị thần linh kỵ đặt ở phía trước của đường. Bài vị bị đường đi đâm thẳng vào dễ gây bất an, tổn hại đến cung tài lộc, nhân đinh của gia đình, dễ gây tai nạn ngoài ý muốn hoặc là bệnh tật tấn công. 2. Bài vị thần linh khi đặt dưới xà ngang của ngôi nhà, điều này sẽ tạo áp lực lên thần Phật. Thứ 3. Nếu như có đặt chung cùng ban thờ với các bài vị tổ tiên, kỵ đặt nến và đồ cúng của tổ tiên và thần linh riêng rẽ. Thứ 4. Đối diện bài vị thần linh không nên đặt bể cá cảnh và gương, phía dưới không nên đặt các đồ điện tử như là loa và tivi. 5. Trước và sau bài vị thần linh kỵ giáp với phòng vệ sinh, phòng bếp cũng không được đối diện với cửa chính. Thần linh hiểu theo quan niệm dân gian là thế lực siêu nhiên vô hình, mà họ cho rằng có quyền năng ban phước giáng họa theo quan niệm chung của tất cả mọi người và các tôn giáo.
Người Việt Nam thời xưa cách đây 2.000 năm thì thờ thần mưa, thần gió, thần sấm, thần tài, thổ địa là du nhập từ người Trung Quốc cổ đại. Văn hóa thờ thần xưa nay vẫn có, không riêng gì Công giáo. Tầm quan trọng của bàn thờ thần linh. Trong các cửa hàng và nơi ở thường đặt một vị thần, nên đặt ở phòng lớn. Thần vị lai có hai điểm cần chú ý là không được đối diện với cửa hoặc đường để tránh xung đột với đại hung. Ví dụ như đối nghịch với tai long sẽ tạo ra sự suy thoái của gia vận, vợ chồng nhân duyên dễ rạn nứt, người chủ gia đình hoặc nam giới trong nhà dễ mắc bệnh nặng hoặc hoạn nạn. Đối nghịch với tai hổ, trong nhà sẽ có nhiều sự tranh chấp, nữ quyền hoặc nam đinh thứ trong nhà dễ mắc bệnh, vận đồ của nam giới không được thuận lợi và nữ nói nhiều tham quyền. Trong nhà nếu như bài vị tổ tiên mà cao hơn bài vị thần linh cũng là điều xấu, trong nhà dễ người dưới phạm thượng, bề dưới coi thường bề trên, tớ coi thường chủ, thiên địa đảo điên, nữ mạnh, nam yếu. Ngày nay, có rất nhiều gia đình thờ cúng tổ đầu tiên hai bên, nhưng trên bàn thờ thần nên lấy tổ tiên chính chủ làm đầu, không thể đồng thời cúng tên bài vị của cả hai họ. Nếu có sự sai lầm này sẽ tạo ra loạn bất hòa, vận thế không thông, nặng thì tử tôn bát tự, dễ gặp bệnh thần kinh. Thường thì con người ta rất hạn chế hiểu biết với thần bếp, bao gồm những thần chức trách. Mọi người cũng nên biết rằng, công quả thu được từ việc thờ cúng thần linh trong thời gian dài ở trong bếp, trong quá trình thờ thần trong bếp cũng cần phải chân thành, thiên địa an bát quái, phân vị lò báo tầng tầng an vị. Những điều này đều có quy tắc, không phải cứ Tết đến mới thay đổi hoặc lại tùy ý di chuyển. Như vậy tương đương với việc vị thần phải sửa đổi lại, công quả cũng cần phải sửa lại. Thần linh ở bếp, nơi bán hàng, trong quá trình lựa chọn nên đặc biệt chú ý đến kích thước vì những quy cách của bếp cũng cần phải hợp với kích cỡ của ban công, tức là thước lỗ ban. Vì sao lại nói như vậy? Khi thiết lập bếp và mua bếp, mọi người chỉ chú ý đến hình thức bên ngoài, không quan tâm đến kích thước phù hợp hay không. Khi đó, cần tránh các cung chữ màu đen trên thước lỗ ban như thất thoát, quan quỷ, ly và kiếp tài. Những bếp được đưa ra có những vấn đề như trên, hầu hết đều không có cách nào tránh khỏi những trệ khí. Thờ cúng thần linh cũng là một trong những phong tục của người Việt đã có từ lâu đời. Trước kia do cuộc sống chủ yếu dựa vào tự nhiên nên người xưa lập đàn cúng tế thần linh, mong mưa gió thuận hòa, đem đến phúc lộc, công việc thuận lợi, gia đình an lành. Do đó, việc đặt bàn thờ thần linh sao cho hợp phong thủy là điều quan trọng để thu hút tài lộc, vận may và tránh được những rủi ro bất trắc cho gia chủ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Mọi thắc mắc cũng như là những ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi đến cho chúng tôi bằng cách bình luận ở bên phía dưới video này. Quý vị cũng đừng quên đón xem chương trình của chúng tôi mỗi ngày để ủng hộ cho phong thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.